Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ đi vòng vòng khám phá y như là đi du lịch vậy đó nha các bạn. Thì bây giờ Happy sẽ đi ngủ cái người kia đi chung nha. Ui, không có nhà, mấy bạn này có nhà nè. Để Happy lên Happy ngủ cái nha. Ôi, ôi trời ơi, có bạn nè, có hai bạn nhìn tội nghiệp quá à. Oh my god luôn, hai bạn này xin tiền luôn. Tội nghiệp quá, để bây giờ Happy sẽ lấy cái này nè, cho hai bạn này lên nha. Ê da, bạn này không có được lên, bạn này lớn rồi, bạn này lên đi. Tội tội nghiệp mấy bạn này quá các bạn ơi. Bây giờ Happy sẽ dẫn mấy bạn này về nhà nha. Trời ơi, đang đứng đây du lịch luôn cái bé này tội nghiệp quá, Happy đem về Happy nuôi luôn. Trời ơi, tóc bị dính sình, nhìn dơ quá nè các bạn ơi. Thôi bây giờ Happy sẽ đem về nhà tắm rửa cho mấy bạn này nha. Sẽ dẫn hai bạn này đi vô. Rồi hai bạn đi tắm đi nha, hai em đi tắm đi. Ui đói hả? Ok luôn, để mình mang đồ ăn cho mấy bạn thì nha. Trời ơi tội nghiệp quá, đói luôn. Ok, nhà mình thì cũng không có gì gọi là giàu hết, nhưng mà không sao hết, mình cho mấy bạn này ăn đùi gà đỡ. Ăn gà đi, lên ăn gà đi. Xong rồi đây tắm nha. Ôi mày, có màu này sáng quá, trời ơi nó sáng. Sáng mà Happy không tả nổi được luôn. Ok, màu này nè, nhìn nó mới đẹp, đậm quá. Nhìn mà đậm quá các bạn ơi. Ok, làm vô đây là được rồi nè. Xong, bây giờ Happy sẽ giặt đồ. Rồi, bỏ đồ vô. Xong, giặt. Ok, đang giặt các bạn. Mấy cái bạn này đi lên nhà coi. Bạn nó đi ra khỏi nhà rồi. Để Happy tìm cái bạn nhỏ đó nha. Ô, bạn nhỏ đó đi đâu rồi ta? Trời, bạn nhỏ đó rồi. Ở nhà của Happy có cái tầng hầm bí mật không? Để bạn đó trốn trong tầng hầm bí mật ta. À, vệ sinh. Vệ sinh của mình các bạn thấy nhìn đẹp không? Trời ơi, bạn nó đi đâu rồi? À, hình như bạn nó đi vô nhà vệ sinh á. Trời ơi. Bạn này đứng ở đây thay đồ nè. Đó, không có được đứng đây. Không được đứng đây thay đồ. Để Happy ẩm đi vô đây thay đồ. Trời ơi, đi đâu mà đi vô đó mới thay đồ luôn. Ừ đúng rồi, vô đó đi. À quên đó chứ, Happy định ngủ người để đi du lịch nữa đó các bạn ơi. À, bây giờ Happy sẽ dẫn cái bé này đi chung du lịch với Happy luôn nha, cho nó vui. Rồi xong. Ok, trời ơi, sao bạn này không đi vô nhà? Ôi, bạn này bị gì vậy? Happy cho bạn nó vô mà bạn nó không chịu vô. Happy không có ở trong nhà nữa, Happy sẽ đi du lịch mà, đúng không? Rồi bây giờ Happy đi lên xe nha. Đi buổi tối. Đó, xe của Happy nhỏ xíu. Không sao đâu, mình đi trên máy bay nha, mình phải mua vé máy bay chứ. Nhưng mà Happy không có mua, Happy là khách VIP. Happy chỉ cần tông thẳng vô thôi là Happy vô được rồi. Happy đậu lại chiếc xe cái. Và ok, xong khóa lại. Đi vô thôi, đi vô thôi nha các bạn ơi. Rồi bỏ để cái vali ở đây đi. Xong bây giờ mình đi lên thôi. Ê, mình có thể đi mấy cái nước khác luôn nè các bạn ơi. Nhưng mà mình không có muốn đi. Ê, mình đi Đà Lạt các bạn ơi. Thôi coi điện thoại nha. Đi nè, em bị ảnh màn này đi. Rồi chúng ta sẽ ngồi ở đây nha. Rồi đi nè em ơi. Bây giờ mình sẽ gọi bạn này là em. Chúng ta đã tới chỗ rồi. Ôi, no, chúng ta sẽ nhảy dù nha các bạn ơi. Em nhảy dù với mình nha. Ok, why em kìa các bạn ơi, nhảy dù. Ôi, đã chưa. Thôi bây giờ em sẽ đi tìm kẹo để mua cái chỏ nha. Đây, đấy mấy bạn này sẽ hết hồn liền. Ê, bạn ơi, em ơi. Trời ơi, em nằm một chỗ luôn. Trời ơi, tội nghiệp em quá, ẩm em đi. Mấy bạn. Thôi cho em chơi xích đu đi, trong khi đó thì mình sẽ đi tìm kẹo. Ấy nha, em chơi xích đu đi nha. Mình sẽ đi tìm kẹo, tìm đủ 25 cục kẹo mình sẽ có cây chổi. Em thích cây chổi lắm. Nên nhiệm vụ của em là tìm kẹo. Ok. Các bạn có thấy không? Cây cột gì đâu mà mình có thể ôm nó được luôn. Đây là đất nước người lùn nha các bạn ơi. Đất nước người lùn nha. Ở đây ai cũng lùn hết á các bạn. Làm cây cột thôi mà đứng hết gần, đứng hết được luôn. Mình đùa thôi, mình giỡn thôi. Trời ơi, nước nó trong nè các bạn ơi. Nước nó rất là trong luôn nè. Đó, rất là đã luôn nha các bạn ơi. Uầy, dạ, đó, bơi rất là mát luôn nè. Trời ơi, cái chân mình nó bị gì nè. À, mình mặc quần đó các bạn ơi. Mình mặc quần Happy tưởng đâu cái da của Happy nó bị in lên. Thôi, bây giờ chúng ta đi tìm kẹo tiếp thôi nào. Giỡn rồi. Lấy chiếc xe này đi tìm kẹo đừng nhận cái chổi. Tính ra cũng vui đó chứ. Ui,
mình có thể trốn luôn. Ơi nhưng mà mình sợ ẻm lạc quá các bạn ơi, để mình quanh lại coi ẻm đi đâu mất tiêu rồi ha. Nhưng mà chờ một chút để mình lượm thêm 3 cục cái. Một cục nè, 2 cục, 3 cục. Bây giờ 3 cục ở đây nè. Rồi xong, bây giờ mình lại mình tìm ẻm. Thôi mình nghĩ lại à, mình đang tìm kẹo. Ôi trời ơi, mình đang tìm kẹo mà. Ui là trời, ở đằng đó không có kẹo đâu các bạn ơi, nhìn vậy thôi chứ không có kẹo đâu. Đây mới có nè. Nãy Happy thấy mà tại vì Happy đi qua, Happy không nói các bạn luôn, Happy quên, sorry các bạn nha. Trời ơi, bạn nghĩ Happy không biết làm hả? Không biết nhảy hả? Đó, nhảy cho bạn xem nè. Happy nhảy cho bạn xem nè. Ôi trời ơi, ẻm kìa, sao mà chạy đi luôn vậy? Trời ơi, gì mà đi luôn vậy trời, đứng im coi. Ê, hình như ẻm cũng đang đi tìm kẹo với mình đó các bạn ơi. Ui, bây giờ ẻm đang bị mù đường các bạn ơi. Mình phải chỉ ẻm, tại vì ẻm đang bị mù đường. Tội nghiệp ẻm quá ha các bạn. Trời ơi, Happy rất là tội nghiệp luôn á. Happy giỡn á. Cha nó bị gì đâu. Em mình sao mà nó bị mù đường được. Em mình nó tìm đường rất là giỏi luôn á nha. Bây giờ còn 3 cục nữa. Thì mà, ui, hello. Hello em, trời ơi. Rồi, còn 2 cục nữa. Ở đây lụm rồi. Có khi Happy tìm không được các bạn ơi. Nó đâu vậy trời. Buồn quá, không biết đường luôn hết. Ơi, đừng có tâm em ơi. Đây là chỗ sân khấu. Quên nữa chứ, phải cho các bạn xem bí mật thôi mới được. Bây giờ đây là chỗ bí mật này các bạn ơi. Thì mở ra. Đây, trời ơi, cái chỗ này rất là đáng sợ luôn á nha các bạn. Ở trong đây còn có nguyên cái khu rừng nữa nha các bạn ơi. Quẹo bên tay này nè, với lại có cái chỗ gọi là bí mật để chúng ta trốn nữa. Nhưng mà chúng ta nhỏ là chúng ta mới qua được. À, để bây giờ mình gọi em mình qua nha. Gọi em mình cái nha. Trời ơi, bắt máy đi. Ok, em mình bắt máy rồi, để nó qua nha các bạn. Rồi, sao nó chưa qua nữa chị trời. Chắc phải ra đón nó các bạn ơi. Em ơi, vô cái chỗ mà ở giữa nha. Rồi, chị qua chị đón nha. Không, em lên nhà số 6 đi em. Chị lên chị đón luôn. Đâu rồi, em mình đâu rồi. À, đây, đứng im em ơi, đứng im. Rồi, đi xuống đây coi, con nít đây. Rồi, em mình nhỏ, nó có thể chui qua cái kẹt được. Nên bây giờ mình sẽ dẫn nó đi vô cái kẹt nha. Với lại nó cũng chưa biết cái chỗ này luôn các bạn ơi. Đây nè, cái chỗ này nè các bạn. Đây, cái chỗ này nè. À, ghê chưa. Rồi xong, trời ơi, em của mình. Ở đây nữa nè em ơi, ở đây nè. Em ơi, em nhỏ, em chui vô giùm chị đi em ơi. Đúng không vậy em? Thấy chị hay không em? Ơ các bạn ơi, hình như ở đây có từng... Ê khoan, trong đây tối quá, đứng im em ơi. Nghiêm. Không, hỏi có con nào lại chụp chân em á. Đó nói gì đó là nó sợ. Ừ đúng rồi, đưa đèn pin cho chị đi. Thôi khỏi đi. Đi nè. Oh my god. Đây là cái chỗ gọi là bí mật các bạn ơi. Ở dưới nó có cái hang bí mật. Nhìn rất là rùng rợn luôn các bạn ơi. Đây. Ở đây có cái đường nhỏ xíu luôn nè các bạn ơi. Đường nhỏ em ơi. Trời ơi, nhưng đây là nhỏ hết cỡ luôn rồi đó các bạn ơi. Hết nhỏ được rồi đó. Ui, đây là cái hốc nè. Cũng không có gì đâu, thôi đi ra em ơi. Trời ơi là mình đi cực quá. Thì mình đi ra nghe. Em ơi, đi ra nè em ơi. Trong đó anh chị thấy ghê lắm em. Ok, xong. Bây giờ còn 2 cục. Ê, mà Happy lụm hết mấy cái chỗ này rồi nè. Nhưng mà còn 2 cục nữa là biết ở đâu bây giờ. Không có tìm được. Nhớ rồi. Happy có nhớ đâu đó nè. Ở trong đây nè các bạn ơi. À mà trong đây Happy lụm rồi, quên. Quên đi. Quên. Lần nào mà đậu xe đây. Trời ơi, vậy mà Happy không thấy. Tức thiệt chưa. Ui, có thầy nữa kìa, vô học luôn các bạn ơi. Vô học luôn, vô trường học học. Học tí đi ha. Ui, bạn này là người Thái. Dạ gì vậy trời. Thôi, không vô học đâu. Đâu có vô học đâu các bạn ơi. Phòng rim, gim. Chị đồng xu con chó. Giờ mình phải làm sao đây các bạn ơi. Trời cũng đã tối nhưng mà Happy còn chưa tìm được một cục nữa. Còn một đúng một cục thôi. No. Không có bỏ cục. Không được bỏ cục các bạn ơi. Không được bỏ cục.
Đây 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 đây. Oh my god, cảm ơn. Phù hộ baby, cảm ơn. Được á, nhận cái chỏ rồi. Baby sẽ gọi là mặc đồ giống phù thủy nha, một chút nha các bạn. Phù thủy thì ai cũng không để cái tóc này hết á. Phù thủy thì hay che mặt và baby đã che mặt rồi. Và đổi cái nón phù thủy lên và mặc đồ màu đen. Phù thủy cái gì cũng màu đen hết đó các bạn ơi. Còn trong người của Happy á sẽ giữ cây chổi nè, móc ra samana bala bala bum 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 sao là có cây chổi, chổi hiện ra. Happy sẽ là phù thủy. Để Happy đem đồ ăn phù thủy ăn rất là dễ luôn. Ăn cái này, cái này ngọt lắm, cái này đi. Rồi xong. Và bây giờ Happy sẽ chịu hồi chổi nha. Xong, chịu hồi chổi rồi. Và bây giờ Happy sẽ bay lên. Happy, trời ơi, quăng tiền luôn, mấy bạn này phí tiền các bạn ơi. Trời đói rồi, no. Phù thủy cũng phải đem theo cái đèn nữa nha. Cái đèn pin. Đây đây đây, chưa vậy cái xe nó mất tiêu. Thôi Happy bay lên đây. Surprise. Biết ngay là có người đi ngang qua mà. Mấy bạn này tự nhiên đi ngang qua Happy. Rồi nhảy trước mặt Happy làm sao ta. Chừng nào mới cho Happy đây. Ui, bạn này dễ thương nè. Ui trời ơi, dừng lại cho bạn nó đi luôn. Cho bạn nó lên. Lên đi bạn ơi, rồi. Em này dễ thương quá à, Happy sẽ ấm em này về. Ok, Happy sẽ làm một cái căn nhà, tạo một cái căn nhà ở đây. Ok, Happy làm nhà màu xám. Ok, bây giờ Happy sẽ đi tìm lại em của mình. Trời ơi, cái đứa nó chở, Happy chở xong rồi đứa đó bay ra mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, em mình đâu mất tiêu rồi, trời cũng đã tối mà không biết em mình đâu. Em ơi, chị nè em ơi, trời ơi. Em đứng đây nãy giờ thôi, chị xin lỗi nha. Lên 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 đi, bạn lên xe mình không? Lên luôn đi. Rồi, cảm ơn bạn. Ok, bạn đã tắt cái ván trượt rồi. Rồi xong, và xuống thôi. Ok, ây da, đi đâu nãy giờ vậy? À, chị sorry nha, nãy giờ chị đi làm. Trời ơi, mà em cũng nhận ra chị được luôn. Oh my god, chị mới cắt tóc xong đó em ơi. Chị phải làm phù thủy, em muốn làm phù thủy không? Không muốn làm phù thủy hả? Ơi, tại sao em không muốn làm phù thủy? Đây là gia tộc của chúng mình. Em phải làm phù thủy thôi. Dù em có cố gắng cô nào, em cũng phải làm phù thủy. Em phù thủy à. Em có phép thuật đó, em thích phép thuật mà đúng không? Là em có phép thuật đó. Đó, thấy chưa, chị cho em bay lên luôn kìa. Không, là em có phép thuật. Tại vì em thích có phép thuật mà đúng không? Thôi, đi vô thay đồ đi. Đã ghê luôn, oh my god. Thích phép thuật. Người nãy giờ mình nói giỡn, nó nói chứ đâu có phép thuật đâu, mình chỉ bay thôi. Tính ra mình cho nó bay rồi, tại vì mình có phép thuật thiệt luôn á các bạn ơi. Em bị giỡn thôi, cho em mình. Đó, em mình đang mặc đồ. Ui, mặc đồ y chang mình luôn. Tóc hả, thì để tóc đó đi em ơi. Ơi, no, chị sẽ dẫn em đi cắt tóc. Mà gọi là cắt tóc y như màu đó luôn, không có nhờ màu đen ha. Ây nha, cây chổi của mình. Mình nãy em đã lên, trời ơi, em không lên em ơi. Đi, come on. Ừ, em mình không, nó không có biết bay. Nên mình chỉ cho nó cầm. Ây, mình chỉ cho nó mượn cái chổi. Trời ơi, cái gì vậy? À, em mình nó đang tập bay. Tập bay đi em. Trời ơi, cầm cái chổi lên đi em, chịu hồi chổi đi em ơi. Em của mình không biết chịu hồi chổi hay gì ta. Cố lên em ơi. Thì mình đang chịu hồi. Ra đây, biến luôn đi em ơi, biến luôn. Rồi xong các bạn ơi, em mình nó không biết chịu hồi chổi rồi, thôi đi nè. Mệt quá, chịu hồi hoài. Ok, em của mình nó giỏi quá, nó chịu hồi chổi luôn kìa. Bay đi em ơi, cố lên, bay lên. Em chỉ cần bay lên một chút thôi. Trời ơi, tội nghiệp em quá, em lên không được. Em lùn quá em ơi. Hồi tới chị đi kéo chân cho em ha, lên xe. Ồ lộn, lên chổi của chị nè. Trời ơi, tối quá, cầm cái đèn pin lên. Chị sẽ dẫn em đi cắt tóc. Ok đó. Lên ghế ngồi đi, mình tự cắt tóc. Cái chỗ này là mình tự cắt tóc nha. Rồi, ok. Xong, chị đang cắt tóc cho em nè. Mình là phù thủy, mình phải đeo mặt nạ vô cho người ta không biết mình là phù thủy đó các bạn ơi. Đó, chị cắt tóc cho em rồi. Bây giờ thì em đeo mặt nạ vô đi nha. Chị đưa sẵn mặt nạ rồi đó. Đeo chưa ta? Ok, đeo rồi đúng không? Nè, đứng em, đứng kế bên chị nè. Đứng kế bên chị, come on. Chúa, đứng kế bên chị nè. Đừng có cầm cái chổi. Bố cái chổi ra coi, quýnh bây giờ. Quýnh đến bây giờ. Đó, các bạn nhìn hai chị em không? Nhìn giống nhau luôn. Nhưng mà khác cái tóc. Ôi, bạn này nhìn ghê quá à. Thôi đi nè em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi chơi. Ok, ok. Em cuối cùng, em cũng đã lên được rồi. Gì vậy nè, xong cho người ta đi. Ui, kỳ quá à. Tự nhiên bắn người ta có thuốc á.
cú thuốc lão quá, uống vô là hết lão quá luôn á. Thôi bây giờ mình đi nha em ơi. Ấy da, trời ơi, kỳ quá, đang chạy luôn. Mấy bạn này chơi kỳ quá, chưa đặt mấy cái này ra. Thôi rồi đèn cho sáng, tối quá. Em đói hả? Thôi tội nghiệp em quá à. Thôi, để chị dừng vô một cái chỗ nào đó chị cho em ăn ha. Trời ơi, tội nghiệp em quá, em đói bụng rồi. Chị lấy lại cái bánh cho em ăn nè. Bánh này nó cũng ngon. Nè, ngồi dậy nè. Trời ơi, em nhìn chị này, chị bị hư chân. Thôi đi nè em ơi. Thôi em chở chị đi, em bay đi. Thôi nè, em lên em bay đi nè. Lên bay cái chỗ của chị nè. Cố lên em ơi, cố lên. Cái gì vậy em? Ui, dính kẹo mắt ba lô luôn, yêu. Nó dính cục phấn với lại dính cái cục bí. Em ơi, em có cần chị ve ra cho em không? Rồi xong, lên đi. Ây da, ok, cuối cùng nó cũng lên xe rồi các bạn ơi. Hồi lòng, lên chổi. Em bị lộn xe ngoài. Ui, ê, cướp ngân hàng à. Cướp. Khiếp. Gọi đèn pin coi nhìn có ai. Này, tưởng em bị không biết hả? Bắt lên luôn, bắt lên đùm cảnh sát luôn. Giỡn thôi. Thôi đi đi em ơi. Có lên, bay lên nè em ơi. Rồi, xong, bay. Em không biết bay hả? Em chỉ cần bay ra một tí thôi. Em đừng có rọi đèn pin đâu. Trời ơi, em mình về bay dở quá em ơi. Trời ơi, tội nghiệp em mình quá bạn ơi. Em mình không biết bay. Cái ông này là ông lính giả nè. Cái ông này nè. Ê, em ơi, cất cái chỗ đi em ơi. Ok, cảm ơn em, đi nè. Rồi, bây giờ chị sẽ dẫn em đi chơi ha. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn Happy làm phù thủy nữa thì hãy nhớ like và share cho mình, cho Happy có động lực để bay nha. Tại vì nãy giờ Happy Happy bay hoài mệt quá rồi. Và giờ thì bye bye em luôn nha, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.